Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Vòi rồng xuất hiện ven biển miền Tây. Lốc xoáy mạnh ở Bạc Liêu đã tạo nên vòi rồng kéo dài gần nửa giờ. Đây là lần thứ hai trong mùa hè vùng biển miền Tây này xuất hiện phễu di động. Chiều 25 tháng 7, lốc xoáy mạnh xảy ra ở phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Khi trời chuyển mưa, ở khu vực cánh đồng điện gió, ven biển xảy ra hiện tượng vòi rồng kéo dài gần nửa giờ. Vòi rồng như chiếc phễu màu trắng di chuyển từ hướng thị xã Vĩnh Châu về huyện Đông Hải và tan dần khi trời quang mây. Hàng trăm người dân xứ biển đổ xô ra ngắm và chụp ảnh khi thấy hiện tượng thiên nhiên này. Người dân Bạc Liêu cho biết chiều ngày 11 tháng 6 trên vùng biển này cũng xuất hiện vòi rồng, khoảng 30 phút sau vòi rồng tan mất khi di chuyển đến khu vực Quán Âm Phật Đài. Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy rất mạnh, phạm vi đường kính nhỏ, hút từ bề mặt đất lên đám mây vũ tích, tạo thành hình như cái phễu di động và giống cái vòi. Hiện tượng này xuất hiện trên bầu trời nên người dân tôn kính gọi là vòi rồng, chứ thực tế không có con rồng nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.